Cái hình thức này thì lần đầu tiên là mình thấy, vì mình cũng ở một số chung cư rồi, đỡ mất phải công phải đi ra tận tìm những cái sông hay những cái ao hồ nào đấy. Cái phương pháp thả cá này mình thấy là rất là văn minh. Bảo vệ môi trường bằng cái cách như thế này là rất là tốt mà chi phí nó rất là rẻ. Cái việc mà thả cá như thế này thì cũng giúp cho cá sống tiếp hơn là cái việc mà thả từ trên cao áp lực xuống. Mình cũng đánh giá rất là cao về cái sự sáng tạo của ban quản lý. Có đường ống dẫn luôn xuống dưới hồ, không cần phải xuống dưới, cũng khá là sạch sẽ. Thả cá ở đây thì cũng có thể là tạo được cái khuôn viên ở đây nó sẽ đẹp hơn. Tôi đã lắp đặt vào ngày 20 và hướng dẫn các bộ phận bảo vệ tại sảnh, hướng dẫn cư dân ra thả cá đúng nơi quy định. Gần 1.000 lượt người ra thả cá tại đây kèm theo những cư dân xung quanh nữa. Tất cả đều thực hiện nghiêm chỉnh theo cái quy trình mà chúng tôi đã đặt ra. Đương nhiên là chúng tôi vẫn có cả giám sát của an ninh cũng như là các bộ phận dịch vụ.